bà con nhé. Hôm nay em sẽ làm súng chấm na cải tiến hơn, là có thể sử dụng bằng một tay. Đây bây giờ em làm luôn cho mọi người tư thế cầm. Cho mọi người xem. Đây tư thế cầm là như này. Cầm làm như này. Hai ngón bóp quả, một món giữ. Bông hoa kia chấm vạch vạch xem bông hoa trước. Được, thấy rồi. Chưa có gì nhá. Đây. Bóp nhẹ thế. Đây. Vẫn đã dính đều. Thấy không? Chưa thấy. Ngắt luôn bông hoa kia. Ngắt luôn bông hoa kia. Đây, để như thế này cho nó dễ nhìn. Đấy, được rồi. Rồi. Vẫn dính đều, cũng không tốn phấn đi đâu nhé mọi người nhé. Đây, thử bông khác. Đây, bông này chưa có gì đâu. Chưa. Thấy không? Thấy mà. Rồi, ngắt xuống dưới thấp này. Ngắt xuống thấp này. Đấy. Ok nhá mọi người nhá. Em chỉ bán 150.000 một chiếc thôi. Mọi người lấy nhiều em có thể bao ship. Mọi người ai lấy thì liên hệ số điện thoại 0386 nhé, 818666.